quan trọng. Chờ tí tôi quay cái hình này. Được chưa? Nếu mà cần thiết thì tôi sẽ giảng lại cho các bạn về cái namespace. Nhưng mà đấy là nếu mà trong trường hợp các bạn yêu cầu thôi. Còn thực ra buổi trước đã hướng dẫn ở trong cái video buổi trước rồi, thì chúng ta có thể về xem lại cái video nhé. Đấy là về cái việc chúng ta triển khai cái namespace ở trong cái project mà MVC do chúng ta tạo ra hôm trước. Hôm nay chúng ta sẽ nâng cấp cái MVC lên và hướng dẫn các bạn sử dụng luôn cái MVC đấy để chúng ta có thể là đâu nhỉ? Đây, để chúng ta có thể coi như là có thể xem thêm sửa xóa được dữ liệu. Được chưa? Đặc biệt cái đấy là cái quan trọng nhất. Và hướng dẫn chúng ta tương tác với cái Illuminate database. Đó, trong hôm nay nhá thì chúng ta có hai nhiệm vụ chính. Nhiệm vụ thứ nhất là sử dụng xử lý cái việc require của các cái class ở trong cái project hôm trước chúng ta dựng ra bằng sử dụng Composer. Được chưa? Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai chúng ta cần dùng là cài cắm thêm một thư viện. Đầu tiên là thư viện Illuminate database để giúp chúng ta có thể là quản lý được cái việc thêm sửa xóa dữ liệu ở trong cái project của mình. Đấy là hai việc quan trọng và bắt buộc trong ngày hôm nay chúng ta phải xong được. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Làm đến cái đoạn nào các bạn không nắm được thì các bạn báo lại tôi. Được chưa? Thì đây, với cái project của chúng ta đang có, tôi sẽ giải thích lại cho chúng ta một lần nữa ở trong cái phần này. Bởi vì sao tôi lại phải giải thích? Bởi vì cái phần giải thích cái luồng logic này chắc chắn nó sẽ có trong phần các bạn sẽ thi sắp tới. Được chưa? Do đó chúng ta bắt buộc phải nắm được về cái quy trình của mô hình MVC mà chúng ta đang áp dụng ở trong cái bài này, ở trong cái project này. Thì chúng ta sẽ đi như sau: một cái request gửi lên, một cái request từ trình duyệt nó gửi lên trên project MVC này, thì nó bắt buộc phải đi qua cái file là file htset. Cái file này nó áp dụng cho Apache đấy nhá, nó bắt buộc phải đi qua cái file htset này. Thì cái file htset này nó sẽ có nhiệm vụ là điều hướng toàn bộ tất cả các request gửi lên cái thư mục MVC này, điều hướng vào file index.php ở phía dưới này. Đây ở chỗ con chuột này. Được chưa? Điều hướng tất cả vào đây. Sau đó những cái tag ở đằng sau cái dấu sược MVC sược ấy, tất cả những tag ở phía sau đấy thì nó sẽ gán cho cái biến URL ở trên đường dẫn. Tức là nó thay đổi cái đường dẫn đi. Được chưa? Sau đó từ cái file index này chúng ta sẽ tiến hành là lấy ra cái giá trị của cái biến URL trên đường dẫn. Đó là get mà, thì lấy giá trị trên đường dẫn ra. Nếu mà có dữ liệu thì tức là sược MVC MVC sược cái. Nếu mà không có gì thì chúng ta để nó là dấu sược như này. Còn nếu mà có tag gì đấy, ví dụ như sược thiện TH, sược admin, sược home, sược contact gì đấy thì nó sẽ vào trong và bằng cái $get URL và gán cho cái biến URL ở đây. Được chưa? Sau đó chúng ta require tất cả các class. Các bạn lưu ý nhá, tôi đang sử dụng cái namespace, do đó tôi require tất cả các class được định nghĩa ở trong các cái thư mục controller model. Tất tần tật cái nào có class thì tôi require hết. Được chưa? Có class nào thì tôi require hết vào đây. Sau đó ở trong các class này thì tôi tiến hành sử dụng là namespace. Namespace này áp dụng chúng ta là sẽ có cái app này, thư mục app, xong đến thư mục controller, thì đấy là hình thành thư mục app, xong rồi đến thư mục nó. Ví dụ model này thì bay model sẽ có namespace là app sược model sc. Được chưa? Thì đấy nó là cái cách tạo ra namespace của chúng ta. Thì để sử dụng được cái home controller ở trong file index này thì chúng ta phải use cái namespace của nó cộng với lại cái tên controller. Tương tự với cái file, với cái product thì chúng ta use cái namespace cộng với controller. Được chưa? Sau đó chúng ta tiến hành là switch, dùng switch key để định nghĩa ra các cái đường dẫn mà cái project này nó chấp nhận xử lý. Được chưa? Ngoài những cái đường dẫn này ra thì chúng ta không xử lý bất kỳ thêm một cái đường dẫn nào khác hết, mà chúng ta sẽ echo ra là đường dẫn không tồn tại. Được chưa? Tức là trong 404 not found đấy. Ok chưa? Thì ở đây chúng ta định nghĩa ra các đường dẫn là dấu sược này, detail này, contact này, add product này. Được chưa? Thì cái đường dẫn này
được xử lý bằng cái controller bằng new home controller này, hàm xử lý là hàm index này, detail thì xử lý bằng hàm detail này, được chưa? Add product thì được xử lý bằng new product controller này và hàm là hàm add form này, được chưa? Sau này ví dụ sược category thì chúng ta hoàn toàn có thể là xử lý bằng new category controller và hàm index chẳng hạn, ví dụ thế, được chưa? Các cái hàm trong các controller khác nhau thì nó được phép trùng tên đúng không? Do đó chúng ta có thể đặt tên thoải mái ở trong các cái controller khác nhau. Được chưa? Tiếp theo ví dụ như ở trong hàm home này tôi muốn lấy toàn bộ dữ liệu ở trong bảng product ra tôi hiển thị đúng không? Thì tôi sẽ phải ở đây tôi sẽ phải đặt cho use cho nó cái app model product bởi vì chúng ta nằm trong một cái namespace khác khác so với cái namespace của product do đó chúng ta phải use nó vào. Và chúng Tôi ta xem màn chưa xem được màn hình này. chưa? Vãi chưa? Rồi xem lại nhá, đây HT accent này, điều hướng về index này, được chưa? Trong index thì chúng ta sẽ gom toàn bộ các cái đường dẫn gửi lên trên cái thư mục MVC và cho cái biến URL này, được chưa? Sau đó chúng ta tiến hành là require tất cả các file class ở trong project này, ở đoạn này nhớ nhá, require đường dẫn từ từ file index này đến tất cả các file là class ở trong project vào đây. Tiếp theo sử dụng namespace thì chúng ta use các cái controller mà chúng ta cần dùng đến ở trong cái đống cái đoạn ở phía dưới này, cứ dùng đến cái nào thì chúng ta use nó lên đây, được chưa? Thì use nó bao gồm là namespace cộng với lại tên controller, sau đó chúng ta định nghĩa ra các cái đường dẫn dùng switch case và chúng ta định nghĩa ra các cái đường dẫn mà cái project này nó chấp nhận xử lý, còn nếu mà không có thì chúng nó sẽ đi vào default và sẽ hiển thị ra đường dẫn không tồn tại này, được chưa? Sau đó đến chúng ta điều hướng vào trong controller, ví dụ như cái hàm index này chẳng hạn, tôi muốn lấy ra toàn bộ tất cả các cái dữ liệu ở trong bảng product để tôi hiển thị thì tôi sẽ có là product 2.2.all, nhưng mà để sử dụng được cái hàm product này thì chúng ta phải use cái app model product vào, được chưa? Và sau khi lấy được cái product này rồi thì tôi chỉ đơn giản là include one cái file view vào, được chưa? Include cái file view vào thì trong cái file view này do tôi đã gọi đến cái hàm product ở cái biến product ở đây rồi, do đó trong file view này tôi hoàn toàn được phép sử dụng cái biến product để tôi tiến hành làm sao để tôi có thể là hiển thị được dữ liệu product này đây, được chưa? Và output của chúng ta nó sẽ như này, local host sược pt 14312 đây, dạ đây là cái việc chúng ta lấy dữ liệu thành công. Được chưa? Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thì cái vấn đề của chúng ta đang gặp phải ấy, đó là ở đây ví dụ như tôi sẽ cứ tạo ra một cái controller hay một cái model nào mới thì tôi lại phải require nó vào trong này đúng không, thì cái việc này kiểm soát rất là khó và rất là mệt. Và sau này khi mà chúng ta làm trong team dự án có nhiều người cùng tham gia ấy, thì chả nhẽ là chúng ta tất cả mọi người đều edit một file này thì như vậy nó gây khó khăn trong cái việc lập trình, được chưa? Do đó người ta phải tìm ra cái cách nào đấy để có thể loại bỏ được cái việc require này đi, mà làm nào đấy để người ta require một cách tự động đi, được chưa? Chứ không phải require theo kiểu dạng như là thêm tay như này nữa thì chết, được chưa? Do đó chúng ta cài cắm thêm giúp tôi một cái phần mềm của bên thứ ba giúp chúng ta làm cái việc đấy, được chưa? Đây bây giờ một bạn sẽ tiến hành share giúp tôi màn hình và tôi hướng dẫn các bạn nhé, bởi vì ở trên Windows và trên Mac nó hơi khác nhau một tí, được chưa? Cường đâu rồi, Cường share màn hình nha em ơi. Vâng, em tí ạ. Không máy thằng nào đỡ dè dè thì share đi. Vinh đâu rồi? Nè. Rồi xem màn hình đi, bởi vì máy Cường nó mic nó dèo. Đây nhá, tôi sẽ gửi cho em cái đoạn text ở phần chat đấy. Đấy, cái composer đầu tiên này, từ từ đã dừng lại đây tí.
Cái công cụ Composer này nó là cái công cụ giúp chúng ta làm hai việc. Việc thứ nhất là chúng ta sẽ quản lý được cái việc là cái tính năng là autoload, thì cái autoload tí nữa tôi sẽ hướng dẫn chúng ta. Cái tính năng thứ hai là tính năng chúng ta giúp chúng ta quản lý các cái thư viện của bên thứ ba cung cấp, chúng ta có thể cài cắm và sử dụng vào trong cái project của mình, được chưa? Cái autoload là cái gì? Autoload là nó thay thế cho cái việc là chúng ta require một đống vừa rồi thì chúng ta chỉ require một dòng thôi, được chưa? Rồi bây giờ em vào download đi, các bạn khác làm theo nhá. Download này, download and run composer setup.exe, composer trừ setup.exe, có nhìn thấy không? Có nhìn cái thẻ A không, trên cái kia cái dòng download cái kia ngáo à? Ctrl F đi đấy, composer trừ setup đấy, thấy chưa, khổ lắm cơ đấy, các bạn tải về nhá. Em làm chậm thôi để cho các bạn làm cùng với. Nếu bạn nào làm không theo kịp thì báo nhá. Các bạn vào file getcomposer.org này, sược download này. Kích vào cái composer setup.exe. Tải nó về. Được chưa? Xong rồi tải về rồi em cài đi. Vinh cài đi. Đấy. Insta. Không không, trên trên cái trên. Rồi, next. Từ browse đi. Back từ back lại đi. Back lại browse. Next, cái này next. Xong browse, kích vào cái nút đấy. Đấy, rồi em tìm đến cái thư mục Sam của mình. Sam cơ mà, Sam làm đâu? Đấy, tìm thư mục PP. Kéo dây cùng, nó có file pp.exe. Đấy, kích vào đấy. Open. Next. Cái gì đây? PPXF file specify did not correct. Cái gì đấy? Sao lại bị lỗi này? Em không, em cài sao mà những cái chỗ nào đấy? Hả Vinh? Em chỉ cài sao mà ổ xe thôi ạ. Sao cái này nó báo file file pp.exe của em không dùng được đây này. Đây này. Vâng. Setting in your PP could not be false. Extension be valid incorrect. URL do not exist. Em mở cái file pp.exe ra thế nào. Vào Sam đi. PP. Đấy, mở cái file pp.ini này đi ra. pp.xm thật. INI. php.ini. Nó ở ngay bên dưới cái file này đang chọn này của. Tìm này có được đến test. Không phải nhìn được cái file, tìm được cái file bằng mắt à? Có nhìn thấy không? Đấy, chuột phải vào mở ra. Rồi mở cái đoạn lấy cài cái đang cài tỏ nó xem nó bằng bó lỗi đâu nào. Để xem nào. Setting unable to load dynamic library. Copy cái đoạn csampp-php-pdo.dll xem nào. Chịu, cài sam mà còn lỗi này thì làm ăn gì. Copy đi.
Đấy, xong vào cái file kia chấm Ctrl F. Phải vào, xóa hai cái phẩy đầu đi. Tìm làm sao được kiểu đấy. Không có luôn này, xóa cái đoạn là từ C cho đến cái PHP TDO đến cái đầu của PHP ấy. Đây đúng không ạ? Nữa. Nữa đi, rồi. Đến cái dấu trượt ở đầu cái PP cơ mà. Rồi xóa đi. Rồi tìm đi. Extension PHP PDO DOL. Có mà. Tại sao bị lỗi? Cái này thì có khả năng em phải cài lại Win rồi, à, cài lại SAM rồi. Dạ thế ạ. Đúng rồi. Bởi vì cái SAM của em bung ra nó không đủ các cái thư viện. Chẳng hiểu sao vẫn chạy được. Vâng. Cái thầy lấy màn hình em của bạn khác lại thư mục nhá, em copy lại thư mục export database ra. Sau đó em bỏ cái project đấy ra ngoài một cái thư mục khác, sau đó em xóa cái thư mục uninstall cái thư mục SAM đi nhá. Vâng. Rồi. Làm luôn đi không phải không kịp. Không, cài rất nhanh đâu. Rồi Cường share lại đi. Thầy lấy máy của Cường đi ạ. Ok. Cường share lại đi em ơi. Tắt share đi Vinh. Cường share đi em ơi. Đâu rồi? Rồi, em tải cái composer chưa? Ô, thằng này dùng hệ điều hành gì đấy? Mac à? À đâu, đây là của tôi. Đâu? Ơ? Cường này dùng Mac à? Em dùng Win à? Đâu bật cái composer lên xem nào. Đây ở của em nó cứ bị chạy chạy như này. Thế đợi em tí. Em xem lại. Gỡ xăm PP ra hả thầy? Ừ, gỡ xăm ra xong cài lại Vinh nhá. À này là do mạng nó kệ cha đó. Có mạng à? Ừ, cứ chờ tí vậy. Mày không có mạng làm sao mày côn này được. Sao ông cứ bấm vào cái presentation của ông vậy? Ông bấm vào cái của người khác đi, bấm vào của tôi kìa. Kéo dưới. Kìa Hữu Thiện Trần presentation kìa, kích vào đấy. Dưới. Đấy. Thì là nó đỡ bị cái hình kia nhìn kinh của sư. Cái gì đấy vẫn bị à? Chạy từ đánh giờ lâu nhỉ. Bởi vì bình thường cái phần này nó chạy rất là nhanh. Thôi tắt đi. Ờ, uninstall thì nó có bị mất DB không thầy? Có chứ. Ui. Tôi đã bảo export cái database ra mà không nghe. Không thể à? Có chữ com nha, co C ấy. Kích vào một cái bất kỳ cũng có chữ C. Có không? Không ạ. Mày đã gõ đâu mà có phải không? Không có à? Thế chuột phải vào cái đang chạy đây kia, Composer Setup 32 bit đi kìa. Chuột phải vào thanh taskbar ấy, cái chỗ nó đang cài ấy. Đây.
Vào cái này để tôi remote máy ông, khiếp khổ quá, tôi có cái máy tính mà kỹ năng dùng máy tính quá tệ luôn Cường ạ. Vào phần meeting đi, Google Meet đi. Chat đấy. Đấy, kích vào. Vào hỗ trợ từ xa. Kích vào nút tải xuống kìa. Thêm vào, thêm tiện ích, rồi tắt cái này đi. Gì đấy, vừa làm gì đấy? Rồi, bình tĩnh. Kích vào nút tải xuống đi xem nào. Không, cảm ơn. Vẫn phải nâng, kích vào nút tải xuống. Hè luôn, cái ông kỹ năng sử dụng máy tính cực kỳ có vấn đề luôn. Ấn rồi nhưng mà nó không không có cái gì. Tắt mẹ nó đi. Tải mở cái web này ra. Chấp nhận và cài đặt. Đúng rồi. Ngay sau này sếp nó giao cho làm ôm cho một con VPS, một con server để ok đi, để setup thì chắc là mẹ mất cả năm tạo mã. Đấy, copy cái mã kia gửi tôi. Tôi cài đến tỷ năm nay rồi, có làm sao đâu. Tắt nó đi, cancel, lại còn retry nữa, chịu mẹ luôn. Chuột phải vào cái hình ở dưới ấy, khổ quá cơ. Đấy, cái gì đây, next đây này. Đấy, ông cài xong rồi đấy. Finish đi. Do mạng lúc nãy, mạng nhà ông nó đang bị làm sao. Ông mở cái file composer setup.exe nãy tải về ấy. Tôi chỉ lại cho các bạn cái.
mở cái thư mục ra, mở cái phần mềm quản lý thư mục đấy, đúng rồi, kích vào phần download tìm cái gì. Rồi đây nhá, dừng lại đây này, đừng có chạy cái gì cả. Các bạn tải vào, các bạn vào mở, bạn mở lại trình duyệt đi Cường ơi, mở lại trình duyệt đi. Đây các bạn vào cái composer đi, đây các bạn vào đây nhá, getcomposer.org sượt download này, xong rồi chọn download and run composer setup.exe, tức là dòng thứ ba ở dưới cái Windows installer ấy. Đấy đúng rồi, vào chỗ đấy bấm vào đấy thì nó sẽ tải về một cái file, mở cái thư mục quản lý file ra đấy, nó tải cái file composer setup.exe, composer-setup.exe này. Cường lưu ý nhá, tôi hy vọng đây là lần cuối cùng nhìn thấy em đặt tên cái thư mục có tiếng Việt có dấu, nhớ chưa Cường ơi? Cứ bật mic lên mà nói thôi. Không bao giờ được phép đặt tên các thư mục có tiếng Việt có dấu, đến dấu cách cũng không được. Chứ đừng nói là em đặt tên tiếng Việt có dấu như chữ học kia nhá. Không chơi thế đâu. Đây là một cái thói quen cực kỳ xấu mà em là lập trình viên em phải tránh nó ra, các bạn khác không thế nhá. Rồi bây giờ em chạy cái file composer setup lên đi, em kích đúp vào. Rồi. Install for all user. Next, đến đây thì next này. Đấy xong từ từ đã. Đến đây nhá, nếu mà như bạn nào mà cài SAM ở cái ổ mà không phải ổ C, như Cường và Vinh vừa rồi thì là cài SAM ở trong ổ C. Nhưng mà có những cái bạn mà cài SAM không phải ở C, ổ C ấy, thì chúng ta làm nào để tìm được cái file mà để cho vào đây để cho nó chạy được tiếp, thì chúng ta chọn cái browse, em kích vào đi browse, sau đó em tìm đến cái thư mục SAM, tìm đến thư mục SAM đấy, xong kéo xuống dưới cùng tìm đến cái thư mục PHP, kéo xuống dưới cùng luôn, có cái file php.exe ở đây, chọn open đấy, xong rồi chọn next. Rồi bây giờ chúng ta chờ thế này thôi, sau đó cứ next next tiếp đi, không phải proceed proceed gì hết, next tiếp là install đấy, và bây giờ nó sẽ chạy cái này mất một đoạn thời gian, thường thường nó chỉ chạy mất mấy phút thôi, chẳng hiểu vì sao máy Cường nó lại chạy lâu thế. Đấy xong finish, thế là chúng ta cài xong combo rồi. Bây giờ Cường mở giúp tôi cái CMD lên, gõ đi, search đi, gõ chữ CMD đấy. Rồi bây giờ gõ composer, gõ vào compo, không phải viết hoa gì cả, viết chữ composer bình thường thôi, composer, enter xuống đấy, như này là chúng ta báo hiệu là cài xong, em kéo scroll lên trên đi đấy, còn nó cũng viết ra chữ composer bằng bằng cái terminal, bằng cái CMD này bản 1.10.5 này, như này là cài đặt thành công, được chưa? Các bạn khác làm theo nhá, xem có ai bị lỗi thì báo. Đấy giờ rồi Cường cứ để màn hình đây, xem có ai bị lỗi không thì chat lên trên phần chat hoặc là bật mic lên mà nói, thì tôi sẽ chỉ thêm, chỉ tiếp. Cái composer này là một cái thứ rất quan trọng ở trong cái project của chúng ta. Còn ai nữa không? DB em bị nhiều quá thì cái composer này để tối về em nghiên cứu được không thầy? Em không biết backup một đống DB về. Không biết backup luôn. Vâng. Ok. Cái này cứ theo dõi nha. Rồi ok. Đến lượt tôi share lại. Nếu các bạn không có vấn đề gì với cái thằng composer này thì tôi sẽ tiếp tục. Đây. Kiểm tra composer, chúng ta có thể mở cái terminal ở trong cái Visual Studio Code này lên được. Chúng ta tôi gõ composer này. Cái máy tôi là tôi đã cài rồi, Mac nó cài hơi khác một chút. Đây, composer của tôi còn bản cũ hơn của Cường cơ. Bản 1.9.3. Được chưa? Thì cái composer này các bạn sẽ nhìn thấy ở phía dưới này nó có rất nhiều các cái câu lệnh. Đây này, available command này. About, archive, browse, check platform, require, clear cái config, clear project, depend cái gì đấy rất là nhiều. Đây là các cái câu lệnh kiểu gì, câu lệnh xong rồi composer cách, ví dụ composer cách install thì ý nghĩa của câu lệnh này nó như này. Bây giờ chúng ta làm theo tôi như sau.
mở cái project của chúng ta ra, mở cái project này của chúng ta ra này, được chưa? Hay là cụ thể như này cho chắc ăn này, nhìn kỹ nhá. Bây giờ chúng ta chọn file này, chọn open này, chọn đấy cái thư mục, project của lớp này, chọn MVC này, chọn đến cái thư mục nào mà có cái thư mục app ấy, chứa cái thư mục app ấy, open nó ra, được chưa? Chỉ có mở cái thư mục như này thôi, được chưa các bạn ơi? Làm luôn nhá. Rồi. Rồi bây giờ tiếp tục chúng ta chọn terminal ở trên này, trên đường dẫn nó có terminal ấy, chọn new terminal, được chưa? Thì các bạn sẽ thấy là cái đường dẫn của nó là trỏ đến cái thư mục MVC, đúng không? Được chưa các bạn? Rồi. Rồi ok, bây giờ chúng ta gõ theo tôi này: composer cách init đó, thì nó sẽ hỏi là this command will guide you through creating your composer json config, được chưa? Tức là chúng ta đang tạo ra một cái file tên là file composer.json, được chưa? Thì chúng ta có package name, thì chúng ta xem là nó có sẵn giống như tôi hay không. Nếu không có thì chúng ta viết theo viết tên mình, ví dụ thiện th sược MVC chẳng hạn, ví dụ này, enter xuống, được chưa? Description là mô tả của cái project này, không có thì thôi enter xuống. Author, nếu mà chúng ta thích thì viết 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 tên tác giả của mình vào, còn không thì thôi. Ví dụ như n to skip thì tôi chọn n, skip đi. Minimum stability thì chúng ta cũng enter xuống luôn, được chưa? Tiếp theo là packet, thì chúng ta không có cái packet, không cài cắm cái packet type này của chúng ta để là project cũng được, hoặc là chúng ta không viết cái gì cả. Ví dụ thích thì các bạn viết là project. Đấy, license không có, enter xuống. Define your dependency, would you like to define your dependency? Tức là các bạn muốn định nghĩa nó thành một cái thư viện hay không, thì chúng ta chọn no. Dạ, would you like to define your dependency depth? No luôn. Cái này hai cái no nhá. Sau đó nó sẽ ra cái này. Nó sẽ ra cái cặp dấu ngoặc nhọn. Cái này là JSON đấy. Name thiện df mvc type project require không có gì, được chưa? Do you confirm generator generation? Yes. Là xong. Thì bây giờ nó sẽ tạo cho chúng ta một cái file composer.json. Được chưa? Thì đây, tất cả những cái gì các bạn cần phải gõ như này: composer init này, xuống dưới này là tên project này. Tiếp theo là author này. Tiếp theo là loại loại project, loại package này. Sau đó là hai cái no, là chúng ta sinh ra xong cái file composer json. Các bạn làm luôn đi. Làm luôn nhá. Nó bị đau báo lỗi đỏ gì ạ? À? Mở cái terminal là chỗ nào thế nhỉ? Đâu em share đi. Không tìm được cái terminal luôn à? Trên cái thanh menu ấy. Menu của cái Visual Studio Code ấy. Đâu, bạn nào đang bị lỗi thì share màn hình đi. Em mở cái video ra. Đây của em thì ạ. Từ từ nha. Rồi, ok, hiểu rồi. Bây giờ em nhìn thấy cái số 1 pa 1 2 chấm PowerShell không? Một hai chấm. Cứ tìm đi, ở bên tay phải ấy. Vẫn không tìm thấy, không phải ở text đấy, nhìn rộng nha. Cái ô input đi Cường ơi. Ôi, input á. Bên Cái góc 1 giờ tay ấy. phải ấy, góc 3 giờ ấy. Bao giờ? À, đây 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 đây. Đó, click vào đấy, chọn select default cell. Rồi, click vào cái command prompt. Rồi. Bây giờ em nhìn thấy cái dấu cộng ở bên cạnh cái PowerShell đấy không? Bấm vào. Rồi, em gõ đi composer cách init. Rồi enter xuống. Không được rồi. Sao dị thế nhỉ? Em mở CMD ra xem nào. Tắt cái này đi, mở cái CMD khác xem nào. Gõ lại composer đi. Enter xuống.
Vẫn chạy mà nhỉ. Máy này SIDA bạn. Tắt đi. Máy em cũng thế thì anh cũng giống hệt bạn. Ok, thế vậy em mở cái phần quản lý thư mục ra, cái phần mềm Windows Explorer ấy. Đấy, rồi. Em mở cái thư mục MVC ra đi. Tôi sợ là của các em là do cái tên thư mục các thứ. Rồi mở ra. Rồi kích chuột lên trên cái đường dẫn. Rồi gõ chữ CMD. Enter đi. Đấy, bây giờ cái CMD này nó trỏ đến cái thư mục MVC rồi. Em gõ Composer cách init đi. Cách init. Rồi enter xuống. Rồi đấy. Enter đi. Thì đây, Cường, Cường gạch ngang Nguyễn đi. Sược MVC. Sược chéo. Rồi enter xuống. Enter tiếp. Author N N N. Rồi enter xuống. Enter tiếp. Enter tiếp. Enter tiếp. No. No tiếp. Rồi, yes. Đấy, xong. Em mở cái em visual ra đi. Đừng tắt cái combo line cái đi nhá, tắt cái terminal ở đây đi đi. Máy thằng này SIDA kiểu gì. Bây giờ nhìn thấy cái file composer gì xong chưa? Rồi. Mở ra rồi, ok để thế. Yeah. Cái file composer gì xong này là một cái file rất quan trọng, nó sẽ quy định ra những cái config ở trong cái project này với composer. Ví dụ như auto load thì đây sẽ là nơi config này, sau này các bạn sẽ cài cắm thêm rất nhiều các thư viện khác nữa thì các cái thư viện này nó cũng được setup ở trong file này. Các bạn khác còn ai bị lỗi không? Nếu mà không còn ai bị lỗi thì tôi sẽ tiếp tục nhá. Đây, chúng ta mở cái file composer JSON này ra. Thì bây giờ cái việc đầu tiên, tắt mic đi Cường ơi. Cái việc đầu tiên chúng ta cần phải làm. Đây tôi sẽ share lại màn hình của tôi này. Đây. Cái việc đầu tiên chúng ta cần phải làm á là tiến hành là tìm cách để loại bỏ toàn bộ cái việc require các cái class ở trong project này đi, mà chúng ta chỉ dừng dừng lại cái việc là use, có cái gì thì use cái đó, thế thôi, được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ làm nào? Trong Composer này nó có một cái gọi là cái auto load, được chưa? Cái tính năng đấy gọi là dump auto load. Thì cái auto load đấy nó giúp chúng ta tiến hành là tự động require tất cả các cái file class, được chưa? Vào trong một file chung dựa trên cái config trong thằng Composer JSON này. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Ở trong này chúng ta sẽ có thêm một cái đoạn này nữa, mấy nữa các bạn đi copy của tôi thôi. Auto load. Dạ. Auto load này. Hình như là PPS. Đây, PS4 này. Dạ. Thư mục là app. Tôi nhớ không nhầm, để tôi xem lại, tôi không nhớ chính xác lắm. GitHub. Để tôi xem lại cái đoạn config này. Đây, chúng ta có file composer json này. PR4 này, đây rồi. Đây. Chúng ta sẽ có cái app bằng cái thư mục app. Thế này. Được chưa? Thì chúng ta sẽ biết cái này như nào, cái này ý nghĩa là gì ạ? Nó sẽ tự động tìm tất cả các file class nằm trong cái thư mục app này, thì yêu cầu tất cả các class đấy phải chịu cái namespace là app và cộng với tên thư mục của nó. Ví dụ category home controller này thì phải bắt buộc phải đặt namespace là app sửa controller,
Bởi vì cái thư mục đầu tiên chứa là thư mục app này, chúng ta viết hoa chữ app lên. Tiếp theo chữ thư mục controller thì chúng ta viết hoa chữ C lên, thì đây là tên namespace, tương tự với model. Được chưa? Chúng ta chỉ viết mỗi thế này là xong rồi. Bây giờ chúng ta thử tiếp này. Thử tiếp này. Chúng ta sẽ tiến hành là gõ composer cách dump auto load. Đấy, nó sẽ tự generate ra một cái thư mục mới tên là thư mục vendor. Trong thư mục vendor này nó có một cái file là file auto load. Được chưa? Nội dung trong cái hàm get loader của auto load này là cái gì tôi cũng biết. Nhưng mà khi mà người ta hướng dẫn sử dụng á, thì bây giờ chúng ta tiến hành ở cái file index này, tôi không cần phải require toàn bộ cái đống này nữa, tôi bỏ nó đi, mà tôi chỉ việc require duy nhất một file thôi, đó là file require one này, vendor được autoload.php lưu xuống. Được chưa? Và bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi thử chạy cái project này. Nếu mà tôi chạy thành công, tức là tôi đã require tất cả các class như lúc nãy một cách bình thường rồi, tôi không phải require thêm gì nữa. Được chưa? Bây giờ chạy thử nhá. Đây, reload trang. Các bạn thấy không ạ? Nó chạy được bình thường. Được chưa? Nhưng mà nếu như chúng ta bỏ cái vendor này đi, bây giờ nó sẽ lăn đùng nó chết. Bởi vì nó không tìm thấy cái namespace app controller, home controller đâu. Được chưa? Và chúng ta phải require lại cái home controller này thì nó mới chạy. Nhưng mà bây giờ bởi vì cái việc tất cả các việc require rồi ấy, thì đã có cái file vendor auto load này nó require cho chúng ta rồi, chúng ta không phải làm gì thêm nữa. Được chưa? Và giải quyết được cái vấn đề, từ đây về sau chúng ta chỉ việc sử dụng namespace và thôi. Được chưa? Ví dụ như tôi sẽ mở cái category controller này ra, tôi đi tôi tạo ra một cái controller mới, ví dụ như tôi đặt là category controller này. Được chưa? Và bây giờ tôi sẽ có cái hàm index này, tôi sẽ tiến hành là echo danh sách category, ví dụ thế. Xóa hết toàn bộ những cái hàm bên dưới đi. Đi. Sau đó là tôi định nghĩa ra một cái đường dẫn mới. Đây, copy này. Đây này. Đây là list get, list trừ get. Thì tôi sẽ tiến hành là require one, use cái file app controller, category controller, và ở dưới này tôi sẽ sử dụng cái category controller và hàm index này. Được chưa? Và bây giờ tôi truy cập vào bằng cái đường dẫn là list get danh sách category. Được chưa? Thì đấy là cái tác dụng đầu tiên của cái thằng composer này nó mang lại thông qua cái tính năng của nó là tính năng auto load. Được chưa? Còn cái PSR4 này thì nó chính là cái chuẩn đặt tên namespace. Cái này các bạn, do chúng ta không có đủ thời gian cho nên tôi cũng không dạy. Được chưa? Chúng ta chỉ biết là khi mà chúng ta đưa vào trong cái thùng app này, chúng ta sẽ có cái auto load PSR4 app sược app như này, thì là các chúng ta dùng được các cái class này bằng cách là chuyển sang sử dụng namespace, thì là xong. Chúng ta không cần phải biết cụ thể chi tiết quá làm gì, nó mệt người ra. Được chưa? Bây giờ phần này tôi sẽ để cốt lên GitHub. Đây, chờ tí nha. Tôi vendor. Ignore. Tôi tìm cái file git ignore phải. Rồi, tôi đẩy code lên GitHub rồi nha. Các bạn làm bài của mình xem nào. Được chưa? Các bạn sinh ra giúp tôi cái file composer json, sau đó là gõ lại cái đoạn này cho tôi. Gõ lại cái đoạn mà ở index này, require one cái file vendor auto load này.
Sau đó là chúng ta chạy lại project xem có chạy được không. Làm luôn nha. Làm luôn các bạn nha. Code tôi đã đẩy lên trên GitHub rồi, bây giờ chúng ta có thể lên GitHub để lấy về. Xem tôi config, tôi setup những cái gì thì chúng ta làm theo. Đây đường dẫn GitHub đây. Bây giờ có ai bị lỗi không? Một bạn share màn hình thử xem nào, xem có chạy được không nào. Tuấn share thử xem nào, Tuấn ơi. Đi đâu rồi? Share thử xem có chạy được không? Thầy gọi bạn khác một chút được không ạ? Vì sao? Em đang vì cái project của em nó hơi bị khác của thầy ạ. Thì cứ mở đi, xem có dùng được không? Thế ông đang làm gì thì tôi xem rồi mà, chứ có làm gì đâu. Ăn thịt tôi mà sợ. Nhanh lên, lâu thế. Chạy được bình thường ạ. Cứ chạy đi, xe đi xem nào. Em chạy cái project của em này project của em chạy kiểu gì? Cái này là em xem ngày trước em xem của một thằng Ấn Độ hướng dẫn nên là em làm theo thằng đấy. Nên là bây giờ nó hơi khác của thầy. Nó sẽ chạy như nào để xem nào, trông cũng giống mà. Từ. Ui rồi, từ quay lại màn hình vừa rồi, nhanh 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 nhanh. Em lưu ý nhá, chúng ta cực kỳ hạn chế lấy data ở trong cái view. Em đang mở file view đúng không? Cái việc này chúng ta cực kỳ hạn chế thực hiện nhá, bởi vì nó phải theo quy trình. Bởi vì nếu mà em lấy lung tung này, sau này người khác sửa sẽ rất là khó tìm, được chưa? Nên là chúng ta không làm thế này đâu. Lưu ý, Em chuyển bên em bắt buộc phải controller. lấy dữ liệu ở trong controller và chuyển Em chuyển bên này thì nó đâu. chưa nhận, cho nên là em tạm chuyển bên này đã. Đấy, phải xem cái file view render kia kìa, nó chắc chắn là có cách truyền ra. Em hiểu không? Vâng Chứ ạ. không thể nào em dùng như này được đâu nhá. Lưu Vâng. ý. Rồi, tiếp đi. Xong sao nữa? Em mở sự code ra xem nào, xem em làm những cái gì. Phát tên set này, xong rồi đến đâu? HTSS. Xong đến index. Xong Index đấy đấy. Nó vào một config. trang. Từ từ từ, bình tĩnh. Nó cũng có require auto load đúng Autoload này là hàm tự viết. không? Vãi. Rồi, ok. Mày tự viết làm gì cho nó mất vả ra. Nó cũng có composer di sẵn cái thế. Cái này là em vừa cài vào đấy ạ.
À rồi, ok. Thế này thì sẽ vất vả nha. Mấy Vâng. nước cài thêm thư mục mới thì cái thư viện mới vào thì em sẽ khổ đấy. Rồi, ok, rồi. Thích lại. Ok. Rồi tiếp theo người khác đi. Thầy thầy thử mở lại cái chỗ CMD của thầy để em xem lại cái đoạn mà nó để ra file vendor được không ạ? CMD của tôi á. Đây nha, tôi đang share lại màn hình nha. CMD. Đấy. Được chưa Cường ơi? Được chưa Cường? Được rồi ạ. Có cái đoạn này của em là báo lỗi thầy. Đâu, lỗi đâu? Em Ai nhỉ? xem. Share màn Em. hình đi em ơi. Share màn hình đi nào. Đây là xe. Đâu? Đây Từ từ ạ. coi. Từ bình tĩnh này thôi. À, em viết sai file composer di săn rồi, em mở cái file ra. Bung to cái này ra. Rồi từ từ nha, bình tĩnh nha. À cái thư mục app cái 6 ấy, dòng số 6 ấy, app app đầu tiên ấy, thêm hai dấu sượng từ bên trái sang bên phải, sượng từ trái sang phải. Hai dấu không, đằng sau nó. À? Thêm hai dấu sượt vào, sượt từ trái sang phải cơ mà. Đấy. Đấy rồi, cái app đằng sau cái thêm một dấu sượt từ phải sang trái và cuối nữa. Rồi lưu xuống, gõ lại cái CMD cái đi. Đâm thiếu chữ P kìa. Rồi enter xuống. Đấy, thấy chưa? À rồi, em cảm ơn thầy. Rồi người tiếp theo có ai bị lỗi nữa không? Không ai bị lỗi nữa đúng không? Ok, nếu mà bây giờ không ai bị lỗi nữa tôi sẽ sang phần tiếp theo. Dạ, thì bây giờ chúng ta đã giải quyết xong một bài toán mà chúng ta cần phải xử lý hôm nay, đó là phải auto load à. Được chưa? Tiếp theo bài toán thứ hai chúng ta phải cần phải giải ngày hôm nay là cài thêm thư viện mới vào trong project này. Được chưa? Cái thư viện này nó tên là Illuminate Database. Nó chính là cái thư viện để làm ra thằng Laravel Eloquent. Ở trong Laravel các bạn sẽ được học ở PP3. Đó, thì tôi sẽ cài luôn vào đây cho chúng ta sử dụng. Thì cái Illuminate Database đấy ấy, nó là cái thư viện để giúp chúng ta thay cho cái phần model này. Thay cho phần model này. Chúng ta không phải viết lại những cái hàm all, hàm 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 destroy, hàm file, hàm viết các thứ nữa mà nó có hết rồi. Bây giờ chúng ta chỉ việc là các cái model của chúng ta, ví dụ category product này nó kế thừa cái Illuminate Eloquent như thôi. Được chưa? Thì là chúng ta sẽ chạy được. Thì bây giờ chúng ta sẽ cài nó như nào? Thì cài thư viện đấy chúng ta có vài cách. Cách thứ nhất là chúng ta tiến hành là gõ vào đây composer cách require cách illuminate được với nào nhỉ? Sược database nha. Đấy tôi gõ vào chờ tí nó sẽ tự tải này. Đâu thế?
chẳng biết là sửa bên này sửa bên kia. À lỗi rồi, đây illuminate sược database nó phải sược sược bên này. Đấy, nó đang tự tải về rồi đấy. Đấy, lỗi rồi. Installation fail, revert. À, permission deny. User composer cake symphony. Rồi. Chờ tôi chút nhá, tôi đang máy tôi nó đang bị permission deny cái mẹ gì này. Chờ tôi chút. Tôi thì máy nó bị thì bên Mac thì nó hay bị kiểu dạng permission như này. Rồi. Đấy, cài xong rồi đấy. Đây nha, các bạn gõ lại cái câu lệnh này vào trong cái CMD của mình. Tôi sẽ gửi cho các bạn. Version mới nhất của nó hiện tại đang là version 7.7.8 này, Illuminate Database 7.8 này. Được chưa? Cài đi xong rồi tôi sẽ hướng dẫn sử dụng. Được chưa không ơi? Cài cái này vào nhá. Cài chưa? Cách cài đặt ở trong Composer này nó có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn gõ Composer cách require cách tên thư viện. Đây cách thứ nhất. Cách thứ hai là chúng ta sẽ cài bằng cách là cập nhật cái tên thư viện và version của nó vào trong file Composer JSON ở phần require này. Sau đó gõ composer cái install, ví dụ như tôi cài thêm cái thằng này vào, ví dụ nhé là tôi sẽ cài thêm một thằng nữa là thằng nào bây giờ nhỉ, Zensezer dụ tôi cài thằng này. Đây ví dụ như tôi cài thằng Zensezer Blade này, cái thư viện này thì tôi sẽ cài thêm nó vào đây vậy này, Blade này, version. Nếu chúng ta không biết version nào, chúng ta muốn cài version mới nhất thì viết dấu sao vào đây, được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là gõ là câu lệnh là composer cách install. Đi đây. Thì composer cách update. Béo đi. Đấy thì bây giờ nó sẽ tự tự check lại cái thằng này xem nó đã version mới nhất chưa. Nếu version mới nhất rồi thì nó bỏ qua, nó không tải thằng này nữa. Tiếp theo nó tìm đến thằng này xem là có chưa, nếu mà chưa có nó sẽ tìm nó tải, nó cài vào máy mình. Đây nó cài thêm thằng Zensezer Blade vào đây này.
Được chưa? Thì đây là hai cách cài. Cách thứ nhất là gõ cái câu lệnh là composer, cách require, cách tên thư viện. Được chưa? Cách thứ hai là chúng ta cập nhật cái tên của thư viện này cộng với lại dấu hai chấm cộng với version ở đây. Cái này là 7 mũ 7.8, tức là cái bản nào mà mới hơn 7.8 thì chơi. Được chưa? Còn ở đây tôi Jezzer Blade là cái thư viện thứ hai tôi muốn cài, nhưng mà tôi không biết version mới nhất của nó là bao nhiêu, tôi viết dấu sao ở đây, thì là cứ lấy cái bản mới nhất về. Được chưa? Thì đấy nó là cái hai cách cài đặt thư viện ở trong thằng Composer này. Tiếp theo, ví dụ bây giờ tôi sẽ hướng dẫn sử dụng các bạn sử dụng cái Illuminate Database này. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta search github.com này, sược này Illuminate Database. Đấy, nó sẽ tự ra cái tên thư viện này và bây giờ chúng ta sẽ tìm cách sử dụng nó. Được chưa? Thì ở đây này nó có cái usage instruction, đây là hướng dẫn sử dụng. Được chưa? Đầu tiên là tạo ra một cái file, một cái instance thuộc lớp capsule này. Được chưa? Sau đó chúng ta copy y nguyên lại cái đống này, phang vào. Được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ phải bê cái đống này vào trong cái project của mình, thay thế những cái driver, những cái host các thứ này bằng cái kết nối đến database. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ làm nào? Các bạn còn nhớ là tôi có một cái file tên là common đây không? Thư mục tên là common ở đây. Tôi chưa viết gì trong này hết. Bây giờ tôi sẽ có một cái file mới. Tạo file mới tên là database.config.pp. Được chưa? Tôi viết code pp vào đây. Tôi pẹt cái đoạn code ở trong cái này vào để tôi gửi cho các bạn. Tôi pẹt cái đoạn code ở đây vào, copy này, ở đây tôi pẹt xuống. Dạ, pẹt xuống. Và trong này tôi sẽ tiến hành là require, tôi sẽ tiến hành là sửa những cái này đi. Driver là MySQL đúng rồi này, host của tôi bằng 127.0.0.1. Database thì tôi xem cái database của tôi đang dùng là cái gì, poly trừ mvc, username bằng root, password của tôi là 123456, còn của các bạn để chống phần này nhá. Được chưa? Đấy, thế là chúng ta đã xong cái phần kết nối rồi. Chúng ta cắt nốt phần này đưa lên đây cho nó đúng chuẩn. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ tiến hành như sau. Ở file index này tôi sẽ tiến hành require one thêm một file nữa, nhưng mà nhớ cái này bắt buộc phải require sau cái autoload nhé, là chúng ta sẽ require common sược database từ config pp, bắt buộc phải làm cái việc này. Dạ, bắt buộc phải require cái file common database config này đằng sau cái file autoload thì chúng nó mới chạy được. Dạ. Bây giờ sau khi đã require xong cái phần đấy, setup xong rồi, chúng ta sẽ mở phần model ra, chúng ta xóa cái file base model đi, không cần đến nó nữa, chúng không dùng đến cái thằng đấy nữa, mà chúng ta chỉ dùng mỗi hai cái category và product này thôi. Thì bây giờ chúng ta ở trong này thì sẽ dùng như nào, dùng cái này như nào, chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta không extend base model nữa, mà chúng ta sẽ extend theo giống như cái tài liệu của Laravel, hay là giống như này. Thì tôi sẽ tiến hành là use cái Illuminate Database Eloquent Model. Đây. Use Illuminate Database Eloquent Model vào trong cái file model này. Sau đó là cái class category tôi sẽ extend cái model. Đó. Làm tương tự với thằng product. Làm y xì kết luôn. Được chưa? Và chúng ta có cái var table này, bây giờ chúng ta thay thế nó bằng cái protected table. À, protected table. Được chưa? Bạn làm đến đây đi, xong rồi chúng ta sẽ tiếp tục. Sau chúng ta sẽ tiếp tục thêm cái phần này vào để chúng ta lấy được dữ liệu ra ngoài, và tôi sẽ giải thích cho các bạn cách sử dụng cái Eloquent Model này nó như thế nào. Cập nhật đi ạ. Đầu tiên cập nhật cái file
cái file Composer JSON này với hai cái thư viện này, xong các bạn gõ là Composer install hoặc là Composer update. Được chưa? Tiếp tục các bạn tạo giúp tôi trong cái thư mục common này, chúng ta có database config. Chúng ta copy y nguyên cái đoạn này vào, ném vào trong bài của mình. Thay thế cái đường các cái config, các cái kết nối đến cái database. Sau đó tiến hành là require cái file database config ở trong cái phần index, và cuối cùng là mở cái phần model ra, xóa cái base model đi, cập nhật lại cái phần nội dung này của nó, thế là xong. Và tí nữa chúng ta sẽ demo, rồi tôi sẽ giải thích thêm về các cái hướng dẫn sử dụng của thư viện này. Đấy chưa các ông ơi? Của em bị lỗi cái gì ạ? Đâu xem nào, em xem màn hình đi. Đây. Từ nha. Nó chỉ báo đỏ thôi. Vâng, báo đỏ lỗi một này. Cái bà nó. Sao đâu? Em mở cái file index tôi cho coi nhỉ. Rồi ok. Lưu xuống. Chạy đi xem nào. Đã cái model đã cập nhật chưa? Không, cái thư mục model của em cơ. Bung ra xem nào. Đấy, em xóa cái bay model đi. Rồi. Rồi, em mở cái category ra. Cái file category.php trong thư mục model cơ mà. Đấy. Em xóa cái đấy đi.
em xem cái bài của tôi ấy, lên GitHub của tôi mà xem. Đừng, từ từ đã. Đây, Cường nhá. Rẻ đấy nhỉ, máy SIDA đây này. Đây này, em use cái đoạn này, illuminate database eloquent model, sau đó class category extend model. Được chưa? Tương tự với product nhá, product cũng tương tự luôn. Được chưa? Rồi. Bây giờ đấy, tương tự nhá. Đây, tôi vẫn lấy dữ liệu bình thường này. Thì là tôi đã cập nhật cái project của tôi thành công khi sử dụng cái Illuminate database kia. Được chưa? Có ai bị lỗi gì nữa không? Nó báo lỗi nhưng nó vẫn chạy thế ạ. Tất nhiên là nó vẫn chạy. Bởi vì tôi có làm sai gì đâu. Chẳng qua là do làm của này thì nó chưa link được các cái file khác nhau. Rồi nó bị thế là đúng rồi. Được chưa? Hướng dẫn sử dụng qua cái phần Illuminate Database này một chút nhá, để cho chúng ta có biết được cái tài liệu mà chúng ta cần phải đọc ở đâu. Đây như này, về cơ bản cái Illuminate Database ấy, nó chính là cái phần cái tính năng Eloquent Model ở trong cái Laravel này, laravel.com. Chúng ta vào Documentation, chúng ta vào Eloquent ORM này, chúng ta chọn vào Getting Started. Đây, nó chính là cái phần này, dẫn cho các bạn. Đó, nó chính là cái phần này. Thì cái Eloquent này về bản chất nó là một cái ORM. Đây, ORM này. ORM là cái gì? ORM là Object Relationship Mapping. Tức là bây giờ chúng ta tương tác với cơ sở dữ liệu thì chúng ta sử dụng các cái class và các cái hàm nằm trong class đấy để tương tác với dữ liệu trong cái database. Được chưa? Đấy là cái ý nghĩa của nó. Thì bây giờ nó sẽ có những cái phần tài nguyên như sau. Ví dụ đầu tiên là define model, định nghĩa ra một cái model mới. Thì ở trong thằng PP Laravel nó mới có, còn là chúng ta không không có cái đoạn này. Được chưa? Đây chúng ta có là use illuminate database eloquent model và cái class class đại diện cho một cái bảng nào đấy trong trong đơn database của chúng ta, nó sẽ extend cái model này, là kế thừa cái model này. Được chưa? Tiếp theo nó có một cái protected table name. Được chưa? Protected table thì cái này ấy, nó giúp chúng ta là quy định ra được cái class này
nó đại diện cho cái bảng nào trong database. Được chưa? Ví dụ chúng ta có cái bảng cái product, cái class product này nó sẽ đại diện cho bảng product SC ở trong database, thì chúng ta là protected table product. Được chưa? Category này cũng vậy này. Protected table bảng category. Được chưa? Tiếp theo primary key. Cái này thì thực ra chúng ta không cần quan tâm lắm đâu. Tôi chỉ nói qua thôi để sau này chúng ta có học lại thì chúng ta cũng có một cái gì đấy nó lợi thế. Đó là nếu trong như như bình thường các cái class của chúng ta đây, ở các cái bảng của chúng ta thì nó sẽ luôn luôn có cột ID đặt được đặt tên là ID, và các cái cột này nó chính là primary key. Được chưa? Những cái này nó chính là primary key. Và tất cả các cột primary key của chúng ta đều đặt là ID. Tuy nhiên có những cái bảng đặc thù do chúng ta tạo ra hay là chúng ta nghịch ngợm cái gì đấy chẳng hạn, mà chúng ta không thích đặt cột primary key là ID. Ví dụ chúng ta đặt là get trừ ID, product trừ ID, thì chúng ta có thể config lại cho trong cái class model của chúng ta là protected primary key bằng fly ID hay là product cảnh giới ID hay cái gì gì đấy. Được chưa? Đấy là trong trường hợp mà chúng ta đặt tên cột khác so với cái tên cột là ID, thì lưu ý cái việc này. Tiếp theo là kiểu dữ liệu, cái cột primary key SPK của chúng ta nó không phải là loại cột tự tăng auto increment. Nếu nó không tự tăng nhé, đây ví dụ như là trong database của chúng ta, ví dụ như trong cái bảng product này đi, tôi có cái cột ID này, tôi set cho nó auto increment, nhưng mà bởi vì một lý do nào đấy chúng ta không định nghĩa cái cột primary key đấy nó là auto increment mà chúng ta muốn tự set giá trị cho nó, thì có được không? Được. Chúng ta set cái public incrementing bằng false, tức là nó không tự tăng nữa, thì bây giờ chúng ta sửa thêm mới dữ liệu vào thì chúng ta bắt buộc phải điền giá trị cho cái cột primary key thì mới insert được, chứ không thì không insert được. Được chưa? Đây, nếu cái cột primary key không phải là dạng integer, tức là không phải là dạng số nguyên, thì chúng ta có thể là protected key type bằng string. Được chưa? Tức là bằng một cái chuỗi hay bằng một cái gì đấy tùy chúng ta. Được chưa? Tiếp theo nữa, cái này là cái quan trọng và rất nhiều bạn bị dính lỗi luôn, phải nghe thật sự cẩn thận đoạn này. Tôi dịch cho các bạn nha. Mặc định thì Eloquent nó kỳ vọng là có hai cái cột created us và updated us ở trong mỗi bảng. Được chưa? Created us nó lưu trữ lại cái thời điểm, nhớ này, nó lưu trữ lại cái thời điểm mà cái bản ghi được tạo ra. Đây ví dụ như trong này tôi không biết là có không. Đây. Created us và updated us tôi đều để là timestamp hết. Thì dữ liệu của nó luôn luôn là đây, ví dụ như cái này tôi thêm bằng code này. Thì sao ạ? Thì ở đây chúng ta có ngày tháng năm giờ phút giây tạo ra. Được chưa? Updated us vậy. Thì đấy là mặc định nhá. Nhưng mà nếu trong trường hợp cái database các bạn tạo ra mà nó không có hai cái cột đấy ở trong các bảng, thì chúng ta bắt buộc phải set cái public timestamp bằng false. Được chưa? Đây là cái điều bắt buộc phải set. Nếu không, khi các bạn tương tác với dữ liệu thêm sửa thì nó sẽ gây lỗi và không chạy được. Cái này là cái đặc biệt quan trọng chúng ta cần phải lưu ý giúp tôi. Được chưa? Ví dụ như trong cái database này thì chúng ta có cái product có hai cột này rồi, nhưng mà category tôi không biết có không. Ở đây vẫn có. Thì chúng ta cũng không phải sợ lắm. Tiếp theo là cái date format này bỏ qua. Cái connection này bỏ qua. Default attribute cũng bỏ qua. Đây. Tiếp theo đến cái đoạn lấy dữ liệu ra ngoài. Thì chúng ta làm nào? Lấy dữ liệu ra ngoài. Thì chúng ta có hàm là 2.2.on là để lấy toàn bộ dữ liệu ra phía ngoài. Tuy nhiên các bạn lưu ý nhé, khi mà lấy dữ liệu ra ngoài như này ở cái Eloquent model này thì nó return cho chúng ta không phải là mảng trong mảng nữa, không phải mảng trong mảng nhé, mà nó sẽ là object trong mảng. Đây ví dụ như tôi dd cái phần này ra, các bạn sẽ nhìn thấy này, đầm đai phần này ra và đầm đai và đầm product đai echo ra cái thẻ free. Đây. Đây các bạn sẽ nhìn đây này. Object này. Còn nó là dạng collection thì nó quay như là một cái mảng đi. Tiếp theo ở trong này các bạn sẽ nhìn thấy object app model product này.
xong ở dưới này lại là object thứ hai, app model product này. Được chưa? Nó sẽ trả cho chúng ta ra là cái object nhá. Bởi vì nếu mà trả ra object thì chúng ta mới viết được thêm những cái hàm nằm trong này để thực thi. Được chưa? Tí nữa tôi sẽ demo cho chúng ta xem. Được chưa? Nhớ nhá. Hàm on là hàm lấy ra toàn bộ dữ liệu ở trong cái bảng mà nó đại diện. Được chưa? Tiếp theo, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh where. Ví dụ app fly 2.2.where active 1, tức là câu lệnh là câu lệnh gì ạ? Select sound from fly where cột active bằng giá trị bằng 1. Được chưa? Nếu trong trường hợp chúng ta có thêm nhiều cái đường dẫn, à, thêm nhiều cái điều kiện thì chúng ta lại mũi tên đến where tiếp theo thôi. Được chưa? Cái trong này nó có ba tham số, nếu chúng ta chuyển vào hai tham số thôi thì mặc định cái phép so sánh là so sánh bằng, tìm kiếm là where tên cột bằng giá trị. Còn nếu mà trong trường hợp chúng ta có ba tham số thì ví dụ như là where price lớn hơn 1.000 chẳng hạn thì chúng ta là where price dấu lớn hơn và giá trị 1.000. Được chưa? Tiếp theo chúng ta có thể sắp xếp order by, order theo cái cột gì đưa lên trước, take là lấy bao nhiêu, lấy 10 bản ghi hay lấy 1 bản ghi hay lấy 2 bản ghi. Sau đó chúng ta có hàm get, luôn luôn where xong đến get, luôn luôn là vậy. Được chưa? Get là lấy toàn bộ kết quả query được trả ra ngoài. Còn chúng ta có hàm first, hàm first là hàm làm sao lấy ra một bản ghi đầu tiên tìm được. Đây ví dụ như sau, ví dụ trong này tôi muốn lấy ra, tôi comment cái này vào nhé, tôi muốn lấy ra cái product này bằng product 2.2.where where được chưa? Where price phải lớn hơn phải 3.000. Để không như này chắc chắn không bao giờ chạy. Dạ, nó chắc chắn nó chẳng bao giờ chạy mà chúng ta bắt buộc phải mũi tên ghép thì nó mới lấy ra được. Đây, còn mấy cái, còn ba cái không này, đây ba cái nhé. Đây các bạn để số 3 này, số 3 này, trong này chúng ta có mấy cái mà lớn hơn 3.000. Đây, cái này bằng 3.000 nhé, hai cái này bằng 3.000 này, còn ba cái này là lớn hơn 3.000 này. Bây giờ tôi sẽ lấy ra một cái là nhỏ hơn hoặc bằng 3.000. Đây thì nó sẽ còn hai. Dạ, thì nó chính là hai cái thằng này, hai cái thằng trong database, thằng này là thằng này. Dạ, hai thằng này. Được chưa? Nhưng mà bây giờ nếu mà trong trường hợp chúng ta lấy first thì chúng ta luôn lấy ra một object, nó giống như cái hàm file ấy, lấy ra một object thôi. Nó lấy ra Dven Caron DMV DVM. Chúng ta xem nó là lấy thằng nào. Đây, Dven Caron DVM. Dạ, nó lấy ra thằng đầu tiên tìm được và trả ra một cái object. Bây giờ nếu trong trường hợp chúng ta muốn lấy ra thằng thứ hai thì làm nào? Đúng không? Lấy thằng thứ hai thì chúng ta sẽ order by mũi tên order by theo cái price là gì ạ? DESC. Đây, chúng ta sẽ lấy ra cái thằng còn lại, Ava Olson này. Dạ, thì nên order by sắp xếp theo một cái gì đấy mà. Được chưa? Thì đấy nó là những cái lệnh nó giúp chúng ta lấy được dữ liệu ra ngoài. Được chưa? Đấy thì chúng ta đọc thêm cái tài liệu ở trong này, nó có rất nhiều. Thầy ơi, thầy cho em hỏi, thầy ví dụ thầy que thẳng đến cái ID được đúng không? Que thẳng đến cái ID đó. Vâng, em muốn que ID bằng bao nhiêu là? Vâng, em muốn thầy test okay. Thử cái đấy. Đây, que thẳng đến ID thì chúng ta không dùng hàm que, chẳng bao giờ dùng hàm que cả, bởi vì có hàm khác nhanh hơn, hàm file. Ví dụ tôi muốn lấy ra cái thằng có ID bằng số 9, file 9, thế xong, cái này xong. Rồi xin lỗi các bạn, tôi lỡ tay, tôi F5 ở trang này. Đây, đây nha, chúng ta có câu lệnh là thầy sẽ lại màn hình điện. À ừ nhỉ. Được chưa? Đây, code của tôi có như sau. Product 2.2.file số 9, được chưa? Thì bây giờ
Tôi sẽ tiến hành là reload như này. Đây, ID có phải số 9 không? Đây, nó trả ra một object. Đấy. 9. Thực ra thì cái đoạn mà product file này nó tương đương với lại product 2.2.where ID 7.9 và mũi tên đến first. Hai cái lệnh này là như nhau. Ok, thằng này và thằng này là như nhau. Nhưng mà dùng cái này nó ngắn hơn cho nên tôi khuyên các bạn dùng cái ở trên này. Được chưa? Đấy, cảm ơn. Rồi. Tiếp theo vẫn còn rất là nhiều ở phía dưới nữa. Để xem nào. Đây Advanced Subquery đây thì chúng ta cũng có thể xem thêm cái đoạn này nhá. Nó rất nhiều thứ để của chúng ta có thể làm được. Đây. Destination Fly và Destination Fly là chuyến bay, Destination là điểm đến, được chưa? Thì ở đây chúng ta có Destination Select Last Fly bằng Fly Select Name, Where Column bằng Destination phải Destination ID, được chưa? Order By Arrive tức là nó lấy ra subquery trong một câu 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 query, nó lấy thêm ra. Chuyện này chuyện rất bình thường. Mẹ gì đây? Giật cả mình. Được chưa? Thì chúng ta có thể đọc thêm các tài liệu đây, hàm file này, hàm file không chỉ file theo một cái ID mà có thể file theo nhiều ID, rất là nhiều. Được chưa? Tiếp theo đấy, đấy là lấy dữ liệu ra nhá, thì các bạn có thể đọc thêm ở trong này. Bây giờ thì chúng ta sẽ insert và update. Insert và update thì như nào? Đây, new file này. Được chưa? Bây giờ tôi thử thử insert một cái danh mục, bởi vì danh mục nó có chỉ có yêu cầu vài cái, nó ít thôi, cho nên tôi sẽ demo thử insert cái danh mục vào nhá, chúng ta xem nhá. Đây chúng ta có như sau. Đây chúng ta câu lệnh insert insert hay update ấy, thì nó đều sử dụng câu lệnh là save. Thì bây giờ tôi sẽ demo chúng ta cái việc insert và update nó diễn ra như nào, được chưa? Tôi sẽ tạo ra một cái đường dẫn mới ở trong này. Đây đây là insert này. Insert kết, được chưa? Tôi sẽ xử lý ở trong category controller và hàm là hàm data. Tất nhiên là cái data chúng ta phải 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 tạo ra bằng cái đây, ví dụ tôi sẽ tạo ra một cái public function addData. Dạ, tất nhiên dữ liệu chúng ta phải lấy ra từ cái form, thì cái việc đấy chúng ta phải tự làm. Tôi chỉ demo cái việc lưu xuống thôi. Ở đây tôi sẽ có ví dụ, tôi có cái tập data, ví dụ xem cái cột cái category tôi cần những cái gì. Đây category tôi chỉ cần name, slug, show menu, description, được chưa? Ví dụ tôi cứ cứ random ra thôi. Ví dụ như name bằng ví dụ đây là giày thể thao. Được chưa? Tiếp theo là slug, đô la slug bằng giày thể thao. Tiếp theo là show menu bằng ví dụ một đi, bằng không đi. Description DSC bằng suy rộng hoặc là something. Được chưa? Bây giờ tạo mới thì chúng ta sẽ luôn luôn có cái biến model bằng new new category. Được chưa? Đây chúng ta chưa use nó thì chúng ta sẽ phải use app sược model sược category này, chúng ta sẽ model bằng new category. Chúng ta có đô la model mũi tên đến kết phải dưới name bằng đây tên cột này kết name thì bằng đô la name. À, tiếp theo slug 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 thì bằng slug show trừ menu, show trừ menu bởi vì tên cột nó là show menu mà, đây này show gạch dưới menu này thì bằng cái biến show menu này. Tiếp theo description
tên cột là DSC. DSC bằng cái biến DSC ở đây. Thế là xong, và chúng ta tiến hành là đô la mua đồ mũi tên đến save. Thế là xong, chạy thử nhá. Được chưa? Đường dẫn của chúng ta là insert case này. Đây, chúng ta chạy thử. Không. Em nhá, reload này. Bây giờ đang có 1 2 3 4 này, reload này. 5 giày thể thao. Có đúng thông số không? Được chưa các bạn ơi? Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tạo ra thêm một cái đường dẫn nữa là update kết. Đây, update kết. Đây là edit data. Dạ. Thì bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái hàm nữa. Ở trong này. Đây, public function edit data. Dạ. Thì để edit này chúng ta cứ cho là chúng ta có một cái ID đi. Cái ID này chúng ta lấy được ở đâu đấy, tùy chúng ta. Phải làm, tự làm lấy. Ví dụ tôi muốn edit cái thằng số 4 này chẳng hạn. Bây giờ tôi muốn edit thằng số 4 này. Thì tôi có coi như là tôi làm nào đấy để tôi lấy được cái ID bằng số 4 đi. Bây giờ. Thì để edit được thằng này tôi cũng phải chuẩn bị data ra. Đây ví dụ tôi nhận được cái data ở đâu đấy, ở form này hạn. Name bằng túi da đi. Túi da. Slack bằng túi da. Túi trừ da. Tôi không cập nhật show menu, cũng không cập nhật cái something của nó, tôi chỉ cập nhật mỗi tên của Slack thôi. Được chưa? Thì tôi sẽ làm nào. Đô la model bằng category 2.2.file đô la ID. Sau đó tôi có model mũi tên đến kết trừ name bằng đô la name. Đô la model mũi tên đến Slack bằng Slack. Và tôi vẫn có model mũi tên đến save. Dạ. Bây giờ tôi sẽ chạy cái hàm này. Update kết. Bây giờ chúng ta đang có Blazer này và Slack bằng null này. Reload trang. Túi ra. Túi ra. Được chưa? Thì các bạn nhận thấy cái câu chuyện là cái hàm save này nó dùng được cho cả insert và cả update, đúng không? Nhưng mà làm sao nó biết được cái nào là save, à, cái nào là insert, cái nào là update? Có bạn nào phát hiện ra không? Ở các thanh niên có ai phát hiện ra khi nào nó chạy câu lệnh insert, khi nào nó chạy câu lệnh update không? Với cái code này khi mà cái model kia đẩy đến new category thì nó hiểu đây là một câu lệnh add. Ừ. Đúng rồi. Khi model bằng new category thì nó là câu lệnh insert. Còn khi model được tạo ra bằng câu lệnh file, hoặc tóm lại là cái model bằng cái một cái object đã có dữ liệu rồi, thì nó sẽ hiểu đây là cần phải thực hiện câu lệnh là update table. Được chưa? Đấy nhá. Nãy giờ tôi chỉ cho các bạn làm thế nào để lấy được dữ liệu ra, insert được dữ liệu vào, update được dữ liệu. Chúng ta còn một cái cuối cùng là xóa dữ liệu. Được chưa? Thì tôi sẽ demo luôn. Trong này chúng ta có luôn đây. Nó có luôn là destroy deleting model by query. Được chưa? Thì nó có hàm là hàm nếu mà chúng ta where theo một điều kiện nào đấy delete thì là câu lệnh delete, còn nếu không thì chúng ta có hàm là hàm destroy để tiến hành xóa đi. Được chưa? Thì đấy nó là cái chúng ta có thể destroy xóa đi được. Ví dụ chúng ta muốn insert này, ví dụ tôi thêm một cái nữa,
Đây, delete. Hết, được chưa? Đây là hàm. Delete đi. Được chưa? Thì tôi sẽ tạo thêm một cái hàm delete nữa ở trong này. Public function delete. Ở trong này tôi có cái ID bằng cái đô la gạch dưới get. ID này. Dạ. Thì tôi sẽ có tiến hành là model, hoặc là tôi xóa luôn được, tôi đơn giản thôi là category 2.2.destroy đô la ID tìm được, thế là xong. Được chưa? Thử cái nhá. Bây giờ tôi có cái đường dẫn là đấy gì nhỉ? Đấy, delete get. Delete get hỏi chấm ID bằng, ví dụ bằng 5 đi, nãy có bằng mấy nhỉ? Đây nãy có bằng 5 này. Bây giờ chúng ta ID bằng 5. Bài. Đây là quán thằng 5, này nhá. Mất luôn. Được chưa? Thì cái destroy nó sẽ giúp chúng ta xóa dữ liệu đi. Sau đó chúng ta có thể header location về đâu đấy để hiển thị ra cái kết quả đã bị xóa rồi. Được chưa? Thì đấy nó là cái công việc chúng ta làm với thằng Eloquent này. Nó có rất nhiều thứ chúng ta có thể nghịch ngợm được. Được chưa? Thì các bạn về tiến hành, hôm trước đã có giao diện rồi, thì bây giờ chúng ta tiến hành là thực hiện thử cái việc là thêm sửa xóa dữ liệu cho nó. Được chưa? Bởi bằng bằng cái Eloquent này chúng ta cài cắm vào và chúng ta tiến hành là thêm sửa xóa, thực hiện việc thêm sửa xóa dữ liệu cho nó. Buổi sau tôi sẽ hướng dẫn tiếp các bạn phần cuối cùng, đó là chúng ta sẽ sử dụng nốt cái thư viện là GenSensor Blade này để làm cái phần giao diện cho cái ứng dụng của chúng ta như nào, cũng như là chuẩn bị cho chúng ta những cái việc để chúng ta chuẩn bị thi rồi assignment để chúng ta chấm các cái bài lab, thì tôi sẽ chấm như nào. Được chưa? Thì đấy là cái nội dung trong cái bài tới chúng ta sẽ phải chuẩn bị. Bây giờ tôi sẽ đẩy code này lên, các bạn check lại giúp tôi xem là các bạn có cần giải thích lại cái phần nào hay không, thì tôi sẽ giải thích lại cho các bạn. Được chưa? Sau đó là chúng ta sẽ điểm danh. Được chưa? Đẩy code lên nhá. Nói chung là cái mô hình này nó cũng không quá khó. Nó không quá khó để chúng ta có thể sử dụng được. Hiểu hết thì khó, chứ còn bảo là để sử dụng được nó thì nó không không quá khó. Nên là chúng ta hoàn toàn có thể đọc hiểu được. Được rồi, code lên rồi ạ. Bây giờ các bạn check lại, đọc lại một lần đi. Xem là có phần nào cần phải giải thích lại thì chúng ta báo để tôi giải thích lại cái phần đấy cho các bạn. Đọc luôn nhá. Bây giờ tôi sẽ vào đây tài liệu của chúng ta vào đây, Eloquent này này. Này tôi copy tôi gửi cho nhỉ. Đây. Tài liệu trong đấy. Đây tôi sẽ điểm danh. Chào điểm danh nhá, Nguyễn Duy Khánh. Có không? Vũ Văn Hoàng. Trần Thế Anh. Lê Hữu Tú. Nguyễn Minh Tiến. Hoàng Tuấn Long. Đinh Hữu Quang. Nguyễn Trung Dũng. Đỗ Thành Trung. Nguyễn Bá Vinh. Nguyễn Trung Đức, Nguyễn Hồng Minh, Nguyễn Minh Quang, Phan Hữu Kiều, Nguyễn Trường Nam, Ngô Thị Thủy, không có luôn, Bùi Văn Nam, Cấn Khả Duy, Hoàng Tiến Đạt, Tạ Bích Thảo, Lê Văn Thắng, Nguyễn Viết Đạt, Đỗ Đức Hoàng, Nguyễn Cao Cường, Đỗ Thành Luân, Phạm Quỳnh Trang,
Lê Khả Nam, Vũ Ngọc Tú, Vũ Ngọc Tú, Lê Viết Huy, Lê Viết Huy có không? Phạm Thị Ngọc Khánh, không có luôn. Vương Chí Hiệp, Vương Chí Hiệp để đi học môn Z nâng cao nó chăm lắm mà sao môn này chẳng đi học buổi nào vậy? Nguyễn Thanh Phương, thi xong buổi sáu thầy đi xong rồi á? Cái đội này ở dưới thì còn thằng Tuấn nữa ạ. À. Từ thằng Lê Khả Nam xuống nó chỉ còn Tuấn thôi. Bùi Thanh Tuấn này, Dương Đình Linh. Thế rồi, ok rồi. Đọc lại code đi nha, xem có phần nào mà chưa hiểu thì báo luôn để tôi giải thích lại. Còn bài assignment của chúng ta vẫn đơn giản thôi, là thêm sửa xóa dữ liệu hoàn toàn cho hai cái bảng kia. Hai cái bảng product và category bằng cái mô hình MVC. Được chưa? Đấy là bài assignment của lớp mình. Giá như thầy dạy lớp một diễn lương cao. Giá béo mà giá nhau mà. Bây giờ lớp tôi môn Z nâng cao toàn ngồi chơi thôi, làm xong mẹ hết rồi. Em thấy lớp thầy chiến nó toàn phai bay phai vùng. Ai? À? Lớp một bài. Phai bay đấy đâu? Phai bay mà. Yeah. Isaac Asio các kiểu. Nhìn sợ đã mà. Cái đấy gì? Cái đấy có cái đấy gì mà sợ? Bọn em đang vật lộn CRUD mãi chưa xong. Vãi, lớp bên này nó xong cũ CRUD từ bao đời rồi. Ôi giời ơi. Giờ đang chuyển sang bỏ mốc API sử dụng Firebase, Firestore. Lớp em dùng cái JSON server ấy ạ. Ờ cái đấy cũng được. Cái mốc API nó hơi cũ. Cái đấy dùng khó chịu lắm tại vì mỗi lần máy nào mà load lại trang ấy thì vớ vẩn phải load lại cả CMD luôn. Cái JSON server. Vâng, bọn em dùng phức tạp lắm. Thế vậy thì nên sử dụng Firebase. Được. Firebase là tôi thấy nó ổn nhất. Còn thằng mốc API thì coi như là chúng ta luyện tập cái việc gửi request với một cái server bình thường nó sẽ dạng dạng như nào thôi. Chứ còn nó vẫn tù, khá là tù tội. Nhét vậy thôi. Chẳng qua không có gì để dùng thì phải dùng cái này. Ok. Rồi ok, nếu không còn bạn nào hỏi gì nữa thì chúng ta kết thúc ở đây nhá. Về check lại đi, có gì thì